Này, hai đứa đang làm cái gì đây bé? Thôi con đừng rút nữa. Đây không phải là túi bánh đâu. Trời ơi, khí thật đấy chứ không đâu. Hai đứa nhìn đúng thật là, đây là khăn lau mặt, đâu phải là hộp bánh đâu. Bây giờ mẹ bảo nha, ngồi quay lại đây bé. Ngồi quay lại đây. Con xếp lại cho mẹ nha. Con có thấy cái nếp ở đây không? Đấy, xếp bằng lại cho mẹ nha. Không phải, đây là này, xếp bằng lại. Từ từ. Đấy, xếp bằng lên. Càng ngồi đây nữa. Hai đứa này nữa, chắc lại tưởng là hai đứa tưởng là tôi bóng nữa. Xếp gọn lại cho mẹ đi. Rồi, để đây, để từ từ đang phở cái mũ ra. Đấy, đó, cả cái lặt hết lại đây, mang lại đây cho mẹ. Đúng rồi, xếp thẳng lên đây bé nha. Bảo là ngồi ở nhà, đi ngủ đi mà không ngủ. Đây nha. Đúng rồi, mang đây mẹ nó đi. Cầm hết lại đây mẹ đi. Rồi, đúng xếp bằng cho mẹ. Rồi, đúng rồi, ca mang đây cho mẹ đi. Làm hết lại đây cho mẹ. Mẹ mà không về kịp chắc là lôi hết ra thì thôi luôn đấy. Mẹ buồn mẹ lắm. Có phải túi bánh đâu. Đang mẹ ra cái bánh. Đấy là khăn để lau mặt đó. Đấy là khăn lau mặt dùng một lần đấy. Dùng xong là vứt luôn đấy. Chứ không phải là túi bánh đâu. Nào, đừng có nữa, xếp bằng giống mẹ đây này bé này. Con chú, nghịch của em đồ, con cho em ghế.
Sư bằng lại sư giống mẹ đây. Ba. Nào, ca nào rơi rồi chưa? Thế, mẹ bảo hai đứa xếp mà. Không là mẹ lại không xếp là bây giờ nha. Bé không còn lên xếp thì bé. Còn ca xuống dưới cầm lấy cái này lên cho mẹ. Đi xuống đấy đi. Ừ, đúng rồi. Em đi lấy. Hai cái thiết gì nữa? Bỏ lên đây cho mẹ đi. Mà mẹ bảo là con ngồi im con xếp cho mẹ rồi mà. Nãy đến bây giờ, từ nãy đến giờ không xếp được cái gì hết. Rồi, leo lên giường xếp đi. Ca lại đây, ngồi. Ngồi xem nè. Đó, con cứ ngồi yên đây xem mẹ với em xếp là được rồi nha. Nào, con xếp bằng lại xem thế nào. Bỏ xuống đây. Này, xếp đi cho mẹ nào. Nghịch lắm rồi bé ạ. Mẹ bảo là ngồi xếp mà. Dạ. Để im cho ca ca ngồi xem nhé. Con thì bỏ lên đầu con xem. Bỏ lên đầu con xem. Không, đừng bỏ lên đầu mẹ. Con mẹ bảo là bỏ lên đầu con mà. Ô, đừng cắt. Đã xếp từ nãy giờ. Trò gì ấy? Đừng. Xếp đi. Đúng rồi, ca ngồi im đấy nha. Ngồi im đấy, đúng rồi. Mà, em lấy cho mẹ nha. Bây giờ ca làm việc đi nha. Ca giữ được bằng cho mẹ nha. Cứ giữ im đấy cho mẹ. Cho đỡ buồn, ngồi im đấy. À, bỏ tay lên nào. Rồi, tay đi nữa. Rồi, giữ im đấy. Giữ đấy cho nó bằng, nó đỡ bị bay. Con em đứng gì? Nhàn hết rồi. Không biết thì nó bỏ vào trong hộp có được không nữa. Nhàn hết rồi này. Rồi ca bỏ tay lên nào. Ca lấy tay ra đi ca. Rồi. Tiện quá nhỉ. Đấy. Tưởng việc phết đấy. Nhanh lên bác, xếp nhanh lên nào. Để con cho ca đi ngủ, ca không ngủ hay sao? Em nhanh cái chân đi. Em nhanh cái chân đi. Đừng. Này. Có thấy là mẹ với ca đang xếp không?
Bây giờ mẹ bỏ vào đây này. Đưa nó ra cho mẹ đấy. Mẹ xếp rồi. Càng lại lấy giấy chỗ em đi. Đó, em làm dâu đó. Bé ơi mang đây cho mẹ đi. Cai, lấy giấy chỗ em mang đây cho mẹ nào. Không phải. Không phải này, Cai cũng nhận là Cai khôn nha. Thấy màu trắng là lấy đi. Ca lại lấy đi. Đó, em còn giấu đấy. Ừ, ca giỏi khác nhỉ.